Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ sáu, 6 tháng 10 2017, chương trình gồm những chương sau đây: Tin Công Giáo, Suy Niệm Lời Chúa, Câu Chuyện Ở Đây, Lắng Đọng Trong Ngày. Muôn đời vẫn tin riêng thân con. Ave, Ave, Ave Maria. Mời quý vị và các bạn cùng Mai Thiên điểm qua bản tin Công Giáo. Nữ tu trẻ hóa một trào lưu. Khi Putin và Obama cùng thờ lại Chúa Hài Đồng. Đức Benedicto XVI không còn dân thánh lễ một mình, nhưng luôn đang từ mọi sự. Kitô hữu Trung Đông là những Kitô hữu đích thực. Colombia, thư viện miễn phí từ những quyển sách bỏ đi của nhân viên thu gom rác thải. Cầu nguyện theo bí quyết giáo huy tháng 10 2017. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha tháng 10 2017. Cầu nguyện cho giới lao động. Chúng ta cần luôn nhắc nhở phẩm giá và các quyền của người lao động. Cần lên án các cảnh huống mà nơi đó các quyền và phẩm giá ấy bị xúc phạm. Cần giúp bảo đảm sự tiến bộ đích thực của con người và xã hội. Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người lao động có thể được tôn trọng và quyền lợi của họ được bảo vệ. Và để những người thất nghiệp có thể có cơ hội đóng góp cho lợi ích chung. Nữ tu trẻ hóa một trào lưu. Một cuộc khảo sát cho thấy có một trào lưu nữ tu trẻ trong đời sống của Giáo hội Hoa Kỳ ở giai đoạn tìm hiểu và thỉnh sinh. Liên hiệp bề trên thượng cấp về các dòng nữ tu công bố khảo sát về 120 cộng đoàn thành viên tại 137 giáo phận ở Mỹ. Mẹ Maria Annette Donovan, chủ tịch liên hiệp thượng cấp của các dòng nữ tu, nói rằng hội đồng được đầy ơn Úc khi có cả những viện già cội và trẻ trung trong hội viên của mình. Sự hiện diện của các cộng đoàn đã phát triển, nền tảng tốt với sự khôn ngoan đã dìu dắt hội viên mới hơn. Và mẹ cũng nói, tôi chắc rằng nếu không có sự hỗ trợ và lòng quảng đại của bề trên, cộng đoàn của chúng ta sẽ không bao giờ đạt được kết quả. Báo cáo khảo sát thành viên hội đồng phát hành vào tháng 5 thu thập được 106 phản hồi từ bề trên các cấp của 120 cộng đoàn thành viên. Có khoảng 6.000 nữ tu sống đời thánh hiến của Liên Hiệp, đó là một phần của 48.546 nữ tu ở Hoa Kỳ, thống kê năm 2015. Theo các số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong sứ vụ tông đồ dựa vào trường đại học Georgetown, trong số các cộng đoàn thành viên của hội đồng, tuổi trung bình của các nữ tu là 57. Liên Hiệp nói rằng đó là con số thấp hơn dưới mức trung bình của nữ tu ở Hoa Kỳ. Tuổi trung bình của chị em giai đoạn tập sinh là 27. Trong khi các dự tu thỉnh sinh có tuổi trung bình ở 29, chị em khấn tạm có tuổi trung bình là 32. Khoảng 16% chị em nữ tu đang trong độ tuổi từ 30 đến 39. Đây là nhóm thuần tập lớn nhất, nhưng chỉ nhiều hơn một chút so với những nhóm trong độ tuổi 60-69 hoặc 70-79. Gần 1.000 chị em trong giai đoạn thanh tuyển, chiếm khoảng 15% số thành viên của Liên Hiệp các cộng đoàn dòng tu. Hơn 80% tu sĩ đều tham gia vào hoạt động mục vụ, 19% góp phần trong sứ vụ giáo dục, 17% làm trong lĩnh vực y tế và 11% dấn thân trong sứ mạng truyền giáo, giáo lý và giáo dục tôn giáo. Khoảng 1/3 trong 120 cộng đoàn thành viên của hội đồng đã được thành lập trong 50 năm qua. Liên hiệp bề trên của dòng nữ tu được thành lập vào năm 1992 với sự chuẩn y của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Giáo Hoàng Francisco nói, Kitô hữu Trung Đông là những Kitô hữu đích thực. Sự bất công không có lời cuối. Bởi lẽ người Kitô giáo hy vọng vào Đấng Kitô, Đấng đã vượt qua mọi bất công và ngay cả cái chết. Đây là sứ điệp hy vọng mà Đức Thánh Cha Francisco giảng trong bài giáo lý hàng tuần của Ngài. Một Kitô hữu, Ngài nói, nhìn thế giới nhiều hơn không chỉ là sự lạc quan.
Đức Thánh Cha Francisco nói, niềm hy vọng của chúng ta không chỉ là sự lạc quan, mà còn là cái gì đó khác nữa. Nó giống như những người tin tưởng với một khoảng thiên đường trên đầu họ. Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt đề cập đến những người chịu đựng bất công và khủng bố vì đức tin của mình tại những vùng như Trung Đông. Ngài đã dành những lời an ủi này cho họ. Ngài nói, chúng ta hãy nghĩ đến anh chị em của chúng ta từ Trung Đông, những người làm chứng cho hy vọng và cũng là những Kitô hữu chân chính. Họ ấp ủ thiên đàng trong lòng họ, nhìn xa hơn, luôn luôn vượt ra ngoài. Vào cuối buổi triệu yết, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng vào tháng 3, những người trẻ sẽ tập trung tại Vatican. Họ sẽ là những tín hữu và không phải là tín hữu từ khắp nơi trên thế giới và họ sẽ tham dự một cuộc họp chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Chủ đề của Thượng Hội đồng là Giới trẻ, Đức tin và Nhận thức nghề nghiệp sẽ được tổ chức vào tháng 10, 2018. Colombia, thư viện miễn phí từ những quyển sách bỏ đi của nhân viên thu gom rác thải. Được biết đến với cái tên chúa tể của những cuốn sách, José Alberto Gutiérrez hy vọng sẽ truyền đi tình yêu đọc sách đến với các gia đình có thu nhập thấp. Người ta vẫn nói, rác của người này sẽ là kho báu của người khác. José Alberto Gutiérrez, một người thu gom rác ở Bogota, đã nhặt ra một vài thứ còn tốt từ đống bỏ đi của mọi người để xây dựng một cộng đồng thư viện cho mượn miễn phí. Hơn 20 năm qua, trong khi chạy xe rác trên những con đường của mình, Gutiérrez đã thu được hơn 20.000 cuốn sách. Những quyển này sau đó đã biến thành thư viện ngay trong nhà mình. Ông gọi tên nó là La Fuerza de las Palabras, tên bằng tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là sức mạnh của từ ngữ. Theo The Telegraph, cuốn sách đầu tiên của Gutiérrez được biết đến là chúa tể của những cuốn sách đã mang về nhà là Anna Karenina của nhà văn Lev Tolstoy. Ông khó có thể tin rằng ai đó đã vứt cuốn sách này đi. Lớn lên trong hoàn cảnh khó và phải rời trường ở tuổi còn trẻ, mẹ của ông đã làm thấm nhuần trong ông tình yêu suốt đời với việc đọc. Tôi có được nguồn cảm hứng từ mẹ mình, ông nói trong video phóng sự Game Changer, The Garbage Collector Who Spreads Books về thư viện của ông. Khi tôi còn nhỏ, bà thường đọc sách cho chúng tôi nghe mỗi tối, là truyền đi tình yêu đấy tới những đứa trẻ từ các gia đình có thu nhập thấp, những người ít có khả năng tiếp cận sách vở. Cái giá của những việc mà chúng tôi làm nằm trong việc giúp đỡ trẻ nhỏ bắt đầu đọc sách. Ông nói với Al Jazeera, công việc mà ông làm được truyền cảm hứng từ chính kinh nghiệm của ông về việc đọc từ khi còn nhỏ. Khi 13 tuổi, Gutiérrez nhặt được một bản sao trường ca Odyssey của Homer. Cuốn sách này đã làm thay đổi quan điểm của ông về mãi sau này. Sau khi đọc xong, tôi trở thành một lữ khách trong cuộc phiêu lưu của chính mình. Tôi chỉ đến tới xứ sở Ithaca khi thấy thư viện và sách ở mọi nơi trên đất nước này. Gutiérrez đã dùng hết phòng trong nhà mình, nơi mà ông ở cùng với vợ và ba đứa con. Hiện tại, ông đi vòng quanh nước mình để chuyển sách tới các huyện nghèo, chỗ mà không có thư viện công cộng, theo Telegraph. Đức Benedicto XVI không còn dâng thánh lễ một mình, nhưng luôn an tường mọi sự. Năm nay đã 90 tuổi, Đức Benedicto XVI vẫn an tường mọi sự, nhưng sức khỏe không cho phép Ngài dâng thánh lễ một mình. Ngày 3 tháng 10, Giám mục Kyrillos William Samaan, Giám mục Công giáo Coptic ở Axial, Ai Cập, tuyên bố trên bản tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết, dù yếu nhưng Ngài an tường mọi sự. Đức Benedicto XVI đã tiếp Giám mục Samaan vào đầu tháng 9 tại Đan viện Mẹ Giáo hội ở Vatican. Cuộc nói chuyện kéo dài 45 phút và Đức Benedicto XVI đã hỏi Giám mục Samaan các vấn đề khác nhau của Giáo hội Ai Cập, nhất là đối thoại với các người Hồi giáo và Đại học Al-Azhar, một cơ quan thẩm quyền rất cao của người Hồi giáo Sunni, cơ quan đã cắt đứt ban giao với Tòa Thánh năm 2011. Ban giao này được nối lại dưới triều Đức Francisco. Từ ngày 1 đến 3 tháng 9, một nhóm cựu sinh viên của giáo sư thần học Ratzinger đã có buổi họp suy tư về chủ đề bách hại tín hữu Kitô và tử đạo ở Roma. Theo lời đề nghị của tổ chức giúp đỡ giáo hội đang gặp khó khăn, các cựu sinh viên của giáo sư Joseph Ratzinger đã mời giám mục Kyrillos William Samaan đến nói chuyện về tình trạng của các tín hữu ở Ai Cập. Họ bị áp lực căng thẳng rất nặng của những người Hồi giáo.
Ngày 23 tháng 9, trang thông tin Đức Mitteln Bayerisch cho biết bây giờ Đức Benedicto XVI yếu, không thể dâng thánh lễ một mình. Tổng giám mục George Genswein, chủ tịch phủ giáo quyền và là thư ký đặc biệt của ngài, giúp ngài dâng thánh lễ. Khi Putin và Obama cùng thờ lạy Chúa Hài Đồng. Nhà thờ Thánh Padua ở Vitebsk, vùng Belarusia, nước Nga, có bức khảm kể chuyện Chúa Giáng sinh rất đặc biệt. Ba vua là hình ảnh các nhà nguyên thủ quốc gia hiện đại. Cảnh ba vua mang lễ vật đến tặng Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse là cảnh được vẽ lại nhiều lần, nhưng lần này mang hình ảnh của nhân vật thời nay. Đằng sau gia đình Chúa Giêsu, trên cao có ngôi sao Bethlehem chỉ đường. Trước mặt là ba vua đến mang lễ vật dâng Chúa Giêsu hài đồng nhỏ bé vừa sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Nhưng ba vua là Tổng thống Nga Vladimir Putin quỳ gối, Đức Đạt Lai Lạt Ma và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ba vua quỳ gối trước đấng thiên sai. Linh mục Vyacheslav Bok, quản nhiệm nhà thờ Thánh Padua ở Vitebsk, giải thích trên kênh truyền hình RT nước Nga rằng bức khảm mô tả sự thờ phượng Chúa Hài Đồng của một bên là người nghèo, người khốn cùng, một bên là người giàu, người cầm quyền, nhưng không cần thiết để tìm một bối cảnh chính trị ở đây. Người tín hữu sẽ thấy, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ đến thờ phượng Chúa Giêsu Kitô, người giàu cũng như người nghèo, vì Chúa Giêsu Kitô là cho tất cả chúng ta. Câu chuyện ba vua đến từ các nước Đông Phương được xác nhận trong câu 11 của Thánh Vịnh số 72. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Còn trong chương 2 của Phúc Âm Thánh Matthew thì không nói tên, số người, chỉ nói họ là vua, một con số và địa vị của họ được nhắc đến qua lễ vật họ mang đến, vàng, nhũ hương và bột dược. Matthew chương 2 câu 11. Dù sao, việc minh họa một cách hài hước ba vua qua hình ảnh các nhân vật chính trị hàng đầu, nói lên biểu tượng quan trọng của cảnh này trong Thánh Kinh. Chàng hoa mảnh vôi thương thông nhau ngát thắm ân tình, từng lời kinh xuân mê xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi an vui thái hòa nhưng ngày tin sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời sáng trần, như khi mẹ gặp lại con chúa kết hoa kinh đê rừng mẹ. Một chàng hoa mảnh thương thông nhau ngát thắm ân tình, từng lời tin xuân mến xin dâng về nữ vương hiền vinh. Khi đau thương ấm đầy như vườn loạn máu mồ hôi, như gai đâm như chiều nát đòn, như khi nhận thầm từ hy tế kết hoa kinh đê rừng mẹ. Truyền tin cho Đức Maria. Luca chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao.
Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ dợt bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: Dân, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đức Mẹ mân côi, chỉ có Chúa là toàn năng. Nhờ lý trí, con người đã đạt được những thành tựu kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ. Choáng ngợp trước khả năng của chính mình, con người đầy tham vọng, muốn làm chủ nhân tất cả mọi thứ. Họ tin rằng mình toàn năng, có thể làm được mọi sự trong cuộc sống này, nhưng nghĩ như thế là cố tình nhắm mắt trước những giới hạn mà ngay trong cuộc sống tự nhiên, từ ngàn đời nay con người không thể vượt qua được. Muốn chỉ là trước mặt khải của Thiên Chúa, con người càng nhận ra mình bất lực, không thể hiểu thấu mầu nhiệm của Ngài. Toàn năng chẳng bao giờ là thuộc tính của con người, mà là của Thiên Chúa. Việc chọn một người nữ để làm mẹ của Thiên Chúa là điều không tưởng và không thể đối với con người. Thế nhưng, Thiên Chúa đã làm điều đó nơi Đức Maria, và mẹ đã nhìn nhận ra chân lý ấy và ca tụng: Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Lời sứ thần Gabriel khi truyền tin cho Đức Maria mời gọi chúng ta một lần nữa xác tín về quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Ngài có thể thực hiện muôn điều kỳ diệu cho thế giới và cho cuộc đời mỗi chúng ta, miễn là chúng ta đặt hết niềm tin tưởng vào Ngài. Bạn biết gì về ý nghĩa của ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi? Bạn thấy kinh Mân Côi có cần thiết không? Lạy Mẹ Maria Mân Côi, xin dạy chúng con biết luôn tín thác vào Thiên Chúa toàn năng. Amen. Một chặng hoa mân côi, thương thông nhau ngát thắm ân tình. Từng lời kinh xuân men, xin dâng về nữ vương hiền tình. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhân thánh thần, như khi mẹ về trời vinh sang. Kết hoa kinh để dâng mẹ. Một chặng hoa mân côi, thương thông nhau ngát thắm ân tình. Từng lời kinh xuân men, xin dâng về nữ vương hiền dinh. Một chặng hoa mân côi, thương thông nhau ngát thắm ân tình. Từng lời kinh xuân men, xin dâng về nữ vương hiền dinh. Tiếp theo là chuyên mục Câu chuyện đó đây, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Cà phê hòa tan của Vina Cà phê tại Mỹ bị thu hồi. Theo RFA, sản phẩm cà phê hòa tan West Cup của Vina Cà phê bị thu hồi do có chứa các chất gây dị ứng từ sữa. Mạng VN Economy vào ngày 4 tháng 10 loan tin dẫn thông báo trên mạng của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết công ty Holy Trading, trụ sở đặt tại New York, yêu cầu những đại lý phân phối ở New York, New Jersey và Connecticut thu hồi sản phẩm vừa nêu.
Theo FDA, cho đến nay chưa có báo cáo về các ca bệnh hoặc dị ứng liên quan đến sản phẩm Wakecup. Phản hồi về thông tin này, Vinacafé cho biết sản phẩm của công ty luôn đạt chuẩn kinh doanh và xuất khẩu tại thị trường Mỹ, theo tiêu chuẩn FDA. Wakecup cà phê là một loại sản phẩm cà phê hòa tan của công ty Vinacafé của Việt Nam. Hiện nay sản phẩm của Vinacafé được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, như Mỹ, Trung Quốc, Canada. Mua chức đại biểu quốc hội giá 1,5 triệu đô la Mỹ, theo RFA. Bà Châu Thị Thu Nga, một bị cáo trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nói trước tòa án Hà Nội rằng bà đã dùng số tiền trị giá 1,500,000 đô la Mỹ để được làm đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, tòa án không cho bà Nga khai việc này vì cho rằng điều đó không liên quan đến nội dung vụ án đang được điều tra. Bà Châu Thị Thu Nga năm nay 52 tuổi, là một doanh nhân ngành bất động sản ở Hà Nội và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011 đến năm 2016. Vào tháng 1 2015, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Sinh Hùng đã ký một nghị quyết của Quốc hội đồng ý với ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bà Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời bãi chức đại biểu Quốc hội của bà Nga. Dự định phiên tòa xử vụ án của bà Châu Thị Thu Nga sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 10. Vụ Kim Song Nam có chất VX trên áo Đoàn Thị Hương. Dấu vết chất độc VX đã được tìm thấy trên quần áo của hai nữ bị cáo, các chuyên gia nói tại phiên tòa ở Malaysia hôm thứ Năm. Anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un tử vong ở sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017 do bị đầu độc bằng chất VX. Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt, bị buộc tội giết hại ông Kim Song Nam bằng cách bôi chất VX vào mặt nạn nhân. Đây là hóa chất độc hại đã bị Liên Hiệp Quốc cấm dùng. Chiếc áo có chất độc. Một chuyên gia về vũ khí hóa học của chính phủ Malaysia nói, các phân tích của ông cho thấy có dấu vết VX, các tiền chất và các phần thoái biến của chất này trên cánh tay áo chiếc áo phông mà Đoàn Thị Hương mặc, và các phần thoái biến của VX trên chiếc áo không tay của Siti Aisyah, Reuters tường thuật. Lời trình bày của ông Raja Subramaniam trước tòa được dùng để củng cố quan điểm của bên công tố rằng chất VX đã được dùng trong vụ giết người và là lý do duy nhất dẫn đến cái chết của nạn nhân. Ông cũng xác nhận rằng ông tìm thấy chất VX trên mặt, mắt, quần áo, máu và nước tiểu của ông Kim, báo The Guardian của Anh tường thuật. Ông Raja Subramaniam là người đứng đầu Trung tâm Phân tích Vũ khí Hóa học, cơ quan thuộc chính phủ Malaysia. Quan điểm trên đã bị các luật sư bên bị phản bác trong tuần rồi. Luật sư Goi Song Seon, bảo vệ cho City, nói với các phóng viên rằng việc phát hiện ra chất VX trên các bị cáo chưa đủ để kết tội họ. Luật sư của Đoàn Thị Hương, Hisham Tebotek, nói rằng bên luật sư biện hộ giải thích lý do khiến chất VX có trên người bị cáo người Việt theo cách khác và sẽ công bố sau, theo The Guardian. Trước câu hỏi của bên công tố, chuyên gia hóa học Raja đồng ý rằng chất VX nếu bôi vào tay trần sẽ không gây tác hại gì nếu được nhanh chóng rửa sạch. Mức độc hại của VX phụ thuộc vào liều lượng sử dụng và vị trí cơ thể bị tiếp xúc với nó, ông nói thêm. Theo chuyên gia này, VX thấm vào cơ thể nhanh nhất tại các khu vực tập trung nhiều mạch máu như đầu, cổ, mắt và tai. Tại các khu vực ít nhạy cảm như lòng bàn tay, nơi có những lớp mô mỡ dày, thì người tiếp xúc với nó có tới 15 phút để rửa sạch chất độc bằng cách cho nước chảy liên tục trên đó mà không bị tác động gì. Hôm thứ Tư 4 tháng 10, một chuyên gia khai trước tòa rằng có các nghi phạm khác có thể đã tham gia đầu độc ông Kim chứ không phải chỉ hai nữ bị cáo. Chuyên gia nghiên cứu bệnh học Mohammad Sam Mahmoud nói có thể bốn nghi phạm khác, những đối tượng được nhắc tới trong cáo trạng, nhưng hiện vẫn chưa bị bắt giữ, chính là những người quản lý chất độc trước khi ông Kim Song Nam bị hai nữ bị cáo tấn công, AFP tường thuật. Hai nữ bị cáo không nhận tội và nói họ tưởng đang tham gia vào một trò truyền hình thực tế. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối diện với mức án tử hình. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Hai, 9 tháng 10.
Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Mẹ nghe con hát dâng mẹ bài ca, bài ca tình yêu thắm tươi đậm đà. Con dâng lên mẹ đẹp lời hoan chúc, tung hô mẹ đầy ơn phúc trên nơi tòa cao thiên cung. Trầm hương con thắp dâng mẹ đồng trinh, và đây ngàn hoa sắc tươi đẹp xinh, ca khen danh mẹ ngàn đời chính trắng. Ô nhớ chẳng hề vương vấn, thiên thu lòng mẹ ngát hương. Kính mừng mẹ Maria, lòng mẹ đầy muôn ơn phúc Chúa thương ban tràn lan. Con dâng lên ngàn lời ca hòa cùng thần thánh, chúc khen con lòng mẹ phúc vinh. Mừng mẹ Maria, mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen trần gian. Con xin ân tình mẹ thương đường đời ngàn hương, dẫn đưa con về miền cô hương. Người ta kể chuyện rằng ngày kia một văn sĩ bỗng nảy sinh ra một ý kiến ngộ nghĩnh. Ông ta bú viết một cuốn sách, mà cuốn sách ấy ông muốn làm sao cho nó không được dài quá một trang. Cuốn sách một trang này lại phải làm sao cho nó không được dài quá một dòng. Dòng ấy phải làm sao cho nó chỉ vỏn vẹn có một chữ. Chữ độc nhất ấy cố nhiên phải làm sao diễn tả được hết mọi tư tưởng cao xa, tốt đẹp của văn sĩ. Ý nghĩ ấy ngày đêm ám ảnh ông ta, làm cho ông ta mất ăn, mất ngủ. Làm thế nào viết được một cuốn sách bằng ấy chữ? Cuối cùng, nhà văn kia đành ngồi khoanh tay bó gối, thở dài, thất vọng. Tất cả những danh từ trên thế giới không đủ cung cấp tài liệu và ý nghĩa cho công việc ông ta dự định thực hiện. Nhưng cuốn sách một chữ ấy Thiên Chúa đã viết được. Chữ độc nhất, hàm xúc mà ý nghĩa vừa hùng hồn sâu động, vừa nhẹ nhàng ý nhị, để diễn tả được những kỳ công kiệt tác trong vũ trụ. Tất cả những gì là tươi mát, là xinh đẹp, tất cả những gì là đáng quý chuộng, đáng yêu thương, đáng đòi hỏi, đáng kiếm tìm, đáng ước ao, đáng khát vọng. Chữ ấy là Maria, tên của một người trinh nữ đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tô điểm cho cân xứng với thiên chức làm mẹ ngôi hai nhập thể, cân xứng để trở nên vườn địa đàng thật hoàn hảo, thật sặc sỡ, thật kiêu diễm, để trong cung lòng của Maria, Thiên Chúa sẽ cử hành một lễ cưới long trọng, không phải giữa một người với một người, nhưng là giữa Thiên Chúa và nhân loại. Và một ngày nọ, Thánh Gioan Maria Vianney, cha sợ họ Ạc, gặp trong nhà thờ một người đàn bà có vẻ đau khổ nhiều. Bà ta vừa trở thành quả phụ, ông chồng đã rơi từ cầu xuống sông và chết đuối. Ông ta đã chết khi chưa kịp ăn năn thống hối. Do đó đối với bà, ông chồng chắc chắn đã mất linh hồn. Cha Vianney đã nhẹ nhàng đến gần và được Chúa soi sáng. Cha đã nói: chồng bà đã được cứu thoát
Quá ngạc nhiên và tỏ vẻ không tin, bà ta lại hỏi: "Thưa cha, làm sao lại có thể như vậy?" Cha Vianney cắt nghĩa: "Có Chúa ở giữa chiếc cầu và dầm sông. Chồng bà đã cùng rơi với Chúa, và khi rơi, ông đã làm hòa với Ngài." "Nhưng làm sao có thể như vậy được?" bà vợ hỏi lại. "Đó là một ơn của Đức Mẹ," cha Vianney trả lời và cắt nghĩa tiếp. "Vì một hôm, trên đường từ đồng về nhà, chồng bà đã hái một đóa hoa đem chân trước tượng Đức Mẹ ở bên đường. Đức Mẹ có thể quên được cử chỉ tốt đẹp này không?" Mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy quyết hái nhiều chiếc hoa xinh đẹp dâng kính Mẹ. Nhất là chúng ta hãy tiếp tục làm những việc đạo đức thông thường dâng kính Mẹ như lần hạt mân côi, đọc kinh truyền tin, nguyện kinh cầu. Nhưng chúng ta hãy làm những việc đạo đức thông thường ấy một cách phi thường, có nghĩa là miệng đọc, lòng suy, và cố gắng đem ra thực hành trong đời sống, để cuộc đời của Đức Mẹ vốn đã trở nên một cuộc đời của Chúa Giêsu cũng được thể hiện trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Lời kinh tha thiết con nguyện thành tâm, Mẹ thương ủi an đỡ nâng cuộc đời, cho con. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Mẹ Mân Côi, xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Rồi mai khi đã xa rời trần gian, Mẹ dắt dìu con tới quê bình an, dâng câu cảm tạ tình Mẹ rất thánh, bao la tuyệt vời khôn xanh, thiên thu ngàn đời sáng ra. Kính mừng Mẹ Maria, lòng Mẹ đầy muôn ơn phúc, Chúa thương ban tràn lan. Con dâng lên Ngài lời ca hòa cùng thần thánh, chúng khen con lòng Mẹ phúc vinh. Kính mừng Mẹ Maria, Mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen trần gian. Con xin ân tình Mẹ thương đường đời ngàn hương, dẫn đưa con về miền cõi.